Xin chào tất cả các anh chị cũng như là toàn thể các em sinh viên thân mến, thì tôi rất lấy làm vinh dự khi được tham gia cái chương trình của sinh viên rất ý nghĩa như thế này. Đó, thật sự là rất là bất ngờ khi mà thấy tất cả các em sinh viên tuy trẻ nhưng rất là năng động và đưa ra những cái ý tưởng thật sự là rất là táo bạo và thành công. Thì thật sự thì hôm nay tất cả những tiết mục này tôi thấy rất là tuyệt vời. Đó, và một số tiết mục thì tôi cũng sẽ có thể là đầu tư cùng các em trong tương lai. Thì tôi rất là may mắn và được đến đây, và tôi xin kính chúc cuộc thi được thành công tốt đẹp. Và với những ý tưởng của các em sinh viên như thế này thì là một điều rất tốt để cho tương lai của các em cũng như là đất nước của chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển dựa trên những ý tưởng của các em rất thành công ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.